23 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày mùng 9 tháng 9 của mùa thu năm Quý Mão. Ông Phạm Văn Quyên hưởng thọ 66 tuổi. Gia đình cùng dòng họ, anh em con cháu lội ngoại gần xa, kính thỉnh nhà chùa, chủ trì chùa Bảo Khánh, thôn An Châu, xã Hoàng Thanh quê nhà, cùng các cụ, các ông, các bà đại diện cho giả la tiên áo quý Phật tử của chùa Bảo Khánh, thôn An Châu, xã Hoàng Thanh, cùng anh em con cháu lội ngoại gần xa trong gia đình tổ chức khóa lễ khâm liệm, nhập quan, tụ kinh, cầu siêu cho chân linh của ông Phạm Văn Biên được sớm vãng sinh tịnh độ, an giấc ngàn thu về nơi cửa Phật, được cử hành trọng thể tại nhà riêng vào hồi 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, là ngày 23 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày mùng 9 tháng 9 của mùa thu năm Quý Mão. Gia đình cùng dòng họ, anh em con cháu tổ chức lễ phúng viếng bắt đầu vào hồi 17 giờ tức 5 giờ chiều cùng ngày, và tổ chức long trọng buổi lễ truy điệu, buổi lễ di quan, tiến đưa và an táng thi hài ông Phạm Văn Biên được ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thôn An Châu, xã Hoàng Thanh quê nhà, được cử hành trọng thể tại nhà riêng vào hồi 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai, là ngày 24 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày mùng 10 tháng 9 của mùa thu năm Quý Mão. Buổi lễ di quan tiến đưa an táng thi hài ông Phạm Văn Biên được ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà, nghĩa trang thôn An Châu, xã Hoàng Thanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vậy ban lễ tang và gia đình chúng tôi xin trịnh trọng kính báo và kính mời tới toàn thể các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Hoàng Thanh, thành phố Hưng Yên, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã Hoàng Thanh, thành phố Hưng Yên quê nhà, ban công tác mặt trận, ban tăng lễ, nhân dân, cán bộ thôn An Châu II, cùng toàn thể các cụ là bề trên, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, với tình cảm tình thân tộc, dòng họ lội tộc, dòng họ ngoại tộc, các bậc tình nghĩa gia đình thông gia liên gia và họ hàng thân bằng cố hữu gần xa, thầy chùa chủ trì chùa Bảo Khánh, thôn An Châu, xã Hoàng Thanh quê nhà,
cùng các cụ, các ông các bà đại diện cho giáo la tín đạo, quý Phật tử của chùa Bảo Thành, thôn An Châu, xã Hoàng Thanh, cùng toàn thể các cụ, các ông các bà, các bác, các anh, các chị với tình cảm là tình làng nghĩa xóm, khi sớm nửa cận kề khuê sớm cùng ông và cùng các con, các cháu của ông đang cư trú, sinh sống, công tác và làm việc. Nhận được tin buồn này, hãy có chút thời gian vàng ngọc trở về gia đình tăng chủ chúng tôi ăn trầu, uống nước để dự buổi lễ khâm liệm và nhập quan cho chồng, cha, ông của gia đình chúng tôi là chân linh ông Phạm Văn Biên được về nơi an nghỉ cuối cùng, được trang nghiêm chỉnh trọng chuẩn bị được bắt đầu. Vậy ban lễ tang và gia đình chúng tôi xin trịnh trọng kính báo và kính mời thay lời gia đình tăng chủ đỡ lời cho bà quá khổ Trần Thị Thành, trưởng nam, cùng anh em con cháu trong gia đình xin trịnh trọng kính báo và kính mời.
tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính bái bạch đại đức từ bi hoan hỷ bố thí cho gia đình chúng con có duyên dự, con xin thay lời bát bạch bố thí cho gia đình chúng con lực ăn mày công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các quý vị trong thân quyến, theo lời Phật dạy, không ai tránh khỏi bốn tự vật lẽ vô thường, sinh lão bệnh tử. Chính vì vậy trong gia đình chúng ta các lẽ vô thường về nguyện tổ tiên, thì gia đình cũng thành tâm toàn thành chư tăng cùng quý Phật tử quan đông và tham thốn ra chung đây để trước khi đưa tin này nhập quan cho chân linh của ông, thì đã có lẽ trong lời cầu thỉnh của toàn thể trong thân quyến, thì các quý thầy cũng đã quan tâm gia đình đại diện cho toàn thể anh em trong thân quyến ra tỉnh lễ mời cùng chư Phật và cả tỉnh cuối pha lễ thay mặt chúng ta trước tiên được phần yêu chia buồn với toàn thể trong gia quyến của các bác cũng như là các bạn ở đây. Thứ hai, luôn cầu nguyện cho chân linh của cụ ông Phạm Văn Biên được siêu sinh khỏi tịnh độ, và nguyện cầu đảm bảo gia hộ cho toàn thể trong dương quyến mọi sự được dẫn cho gia đình chúng con về đạo Phật. Chúng con xin lễ Phật tam bái. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, khóa lễ gồm huy kính tam bảo, nguyện hương, lễ kiều bái, sám hối tổng và bình tọa. Chỉ đại y thập chú một biến, đại y thập chú ăn tổng bát nhã, rồi niệm Phật một tràng tứ thánh tam tự quy và nghi lễ như vậy, ông toàn thể quý đại quý Phật tử chúng ta hoan hỷ liễu chi tam đi các Phật. Bà ni văn 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 bà ni vă
bi phân hồ hồng đô lô ung phân sa bà ha thiên thủ thiên nhân vô ngài đại bi âm đà na ni nam mô đó lâu đầu đó lắm mô a ni đó bà lô yết đế thơ quá tham gia bồ đề ta ta bà giang ma ha ta ta bà giang ma ha ca lô ni ca ta ta bà ta bà về số đa ta đa ta nam mô a ni ra bà lô ca thế thất phật ra lăng đà bà nam mô la la cẩn trì hê lý ma ha hoàn đà sa thế thắng bà ha tha đồ thô bằng ma thể tạng cho các bà tạng ba ma 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 la ma hê ma hê đi đà dầu câu lô câu lô yết không đồ đô đồ đô phật sa la la địa ni ni thất phật nào ta ta ra 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 ma ma phật ma ma một lễ đệ yi hê di hê thân na thân na ta sa phật ra sa lợi phật sa phật sa phật ra sa la hô lô thế ni sa la sa la phấn ca thiết đề ca thất dị đề sa pha ha công đức cầu sơn thần chúng nam mô phật đà la nam mô đà ma la nam mô tăng đà la tất thiết đề chủ đề trần đề sa pha ha thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương đà la ni thơ chấp gặp nghiệp đà la tề giá đa tham nghiệp gặp giá a la ha ni tam diệu tam bất đà giá đa phi nghiệp nghiệp đề sa pha ma tỷ thuật đề ma đại gia bề sai thế bề sai sa sa một kiếp đề sa la quan tâm linh cảm trần cô đơn ma đề nghệ nhà làm tên công tỷ đầu thao quan làm đại mã đô giả sa sa thất phật diệt tổ chức thôi giả tha di lễ đô bà tỷ yến di lễ đó tất tam bà tỷ yến cả làm tế a di lễ đó tỷ giả thập tế ta tha ba lời phú đô ra ta tỷ tăng bản đà đà phá ni ma ha tỷ ha ra giả tế tăng bản đà tỷ ni giả tế ma ha ca lợi yến ba lễ bồ tát ma ha ta nam mô ni câu địa bồ tát ma ha ta bát nhã ba la mật đà tâm tịnh quán tự tại bồ tát thành tâm đã trời chiếu kiến ngô ẩn đây không độ nhớ thiết khổ ấy sao rồi từ sáng bất thì không không bất thì sáng sắc tức thì không không tức thì sắc rồi từ thì chư tỷ địa tấn ý vô sắc thanh âm vị xúc pháp bộ ý thương giới vô vô minh đều vô minh tận nay trí vô lão tử diệu vô cổ tâm vô quậy hại vô quậy hại cổ vô hiếu cùng bố viên ni điên đạo mòn tượng chiếu kinh niết bàn tâm thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đa ca tự giới thiết cổ chấn tự bờ cơ số thiên bát nhã ba la mật đa yết tê yết tê ba la yết tê ba la tăng yết tê bồ đề đạt ba ha ma ha bát nhã ba thiệt sao tướng hào quang minh vô lòng luân bày tạo nguyện chấn vũ tu di phát nguyện độ chúng sinh thiệt phòng mà nén năng đi nàng năng vô tay phong cầu tạng thế giới đại từ đà phật di đà phật nam mô an mô a di đà phật nam 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 mô a di mô a di đà phật nam 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 mô quan thế âm bồ tát nam mô âm bồ tát nam mô quan thế 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 âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát tịnh đại hải chúng bồ tát không phải văn vào địa ngục quy pháp thôi không phải nặng vào loài ngạ quỷ quy tăng thôi không phải quỷ quy tăng thôi không phải nặng vào loài số chúng sinh đi ông chân lý chân lý
đề nhất ni ở chân tinh tân nguyên tịch phạm tâm viên đã được quy bảo tam hoài minh ly như lai chân tịnh đệ tử cố gắng bất quy ta ma ngoại đạo đồ nhân tiên giáo chủ thiện quay cơ hóa thân bản sư hòa dòng thấy cả mâu ni phật bát mâu xa bà thế giới tam giới nào sự lưu sinh đầu hồn thiện quay cơ hóa thân bản sư hòa dòng thấy cả mâu ni phật bát mâu xa bà thế giới tam giới nào sự lưu sinh đầu hồn nhân tiên con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Gia đình của người cha, người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột tà máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ thay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Con giờ tay muôn vàn nhớ thương, giờ tay bên sinh cứu của cha anh chị em chúng con tay dâng một tần hương mà tỏ lòng thành kính sẻ chia nỗi sầu. Cha đi trong cảnh âu sầu mà để cho các con, các cháu của cha giờ đây phải chịu cảnh trên đầu chết chật vành khăn tang. Cha ơi, khăn bao nhiêu sợi thì chúng con thương cha bấy nhiêu lần. Bên linh cứu của cha chúng con dâng lên nhang trầm, chỉ biết chắp tay cúi đầu chúc cho cha được hộ pháp an giấc ngủ ngàn thu là cha ơi. Thank you.
được tin trong nhà qua 50 gặp bạn. Ông là hồn quyết hồn Phật tiểu chùa Bảo Thánh Quy Nhơn Châu Giọng Anh Thành Phú Hưng Yên Tỉnh Yên. Giờ này hồn Phật tiểu chúng tôi tề tìm trước linh sàng của ông thắp nhân hương tiếp biệt và chia buồn cùng với gia tăng để thêm tình cảm người ở làng người ra đi mãi mãi không trở về. Hồn quyết có cầu lời kinh cầu chúc cho ông được tiêu chí hộ sư người bạn cháu. Để tưởng nhớ đến ông mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Hội Phật tử chùa Bảo Khánh chúng tôi trên một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm ông được bắt đầu. Diện cho giả la tiên áo quý Phật tử của chùa Bảo Khánh thôn An Châu xã Hoàng Khanh quê nhà. Sau khi nay đón nhận được tin chồng ông cha của gia đình chúng tôi là Phạm Văn Biên đã lâm bệnh 20 ra đi về với tổ tiên ẩn bóng nương tựa lưng của Phật. Với những tình cảm này và đã có rất thời gian và ngọc cùng với thầy về đây để tổ chức quán lễ khâm liệm nhập quan trên chân linh vợ chồng cha ông chúng tôi được bác sinh tịnh độ, tiêu sinh tịnh độ an rất ngàn thu. Và đoàn có rất thời gian và ngọc đã phúng viếng chia buồn và tổ chức quán lễ tụ kinh cầu siêu cho chân linh vợ chồng cha ông chúng tôi được chu viên hoàn tất. Ban lễ tăng thay lời gia đình gia chủ đó lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng với các con của ông Biên xin cúi đầu đa tạ cảm ơn các giả la tiên áo quý Phật tử của chùa Bảo Khánh quê nhà. Và cũng kính mong các giả la tiên áo quý Phật tử hãy cố gắng bớt chút thời gian và ngọc vào lúc 12:30 trưa ngày mai đoàn trở lại gia đình ăn chầu uống nước để tổ chức khóa lễ trình quấn di quan giúp chân linh và an táng thi hài của chồng cha ông chúng tôi là Phạm Văn Biên về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời các cụ các bà trở ra phòng trà ăn chầu nước để gia đình đón tiếp và đa tạ cảm ơn A Di Đà Phật. Đây kính dâng ông để rồi thay trả lời vĩnh biệt nguyện cầu mong vong linh hồn của ông được sớm về miền cực lạc Tây Phương. Anh em con cháu dòng họ lội ngoài phạm tộc về đây cầu chúc cho ông được hưởng ngàn năm du dương nơi thái bình. Kính thưa vong linh hồn ông Phạm Văn Biên, hôm nay anh em nội ngoại chúng tôi cùng các cháu được tin ông về ẩu tiên tổ. Anh em chúng tôi hôm nay tổ chức quốc hồng hoa cây nén rắn để đến thăm viếng và chia buồn cùng với tham gia. Giờ phút ông đã đi xa, anh em chúng tôi để một cái tình cảm tình anh em, tình con cháu đã có rất thiết hương cầm đến để thăm viếng và chia buồn cùng với tham gia. Giờ phút ông đã đi xa, chúng tôi xin phép ban tổ chức tang lễ một phút mặc niệm ông bắt đầu. Kính thưa tới toàn thể các ông các bà các bác anh các chị mới...
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thanh cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thanh đột ngột nhận được tin ông 250 về cùng tiên tổ. Đoàn đại biểu chúng tôi có vòng hoa tươi, lén nhang thơm đến kính viếng Quốc hồn ông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tam Tuyến. Trước khi kính viếng ông về với tiên tổ, về với miền cực lạc, xin phép gia đình ban tang lễ cho đoàn một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Bằng đến thằng thay là gia đình các chủ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng trưởng thứ năm Phạm Văn Thùy, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Sĩ cùng con dâu và anh em con cháu trong gia đình. Xin cảm ơn các chú. Cùng các tất cả các cháu hôm nay nhận được tin ông 250 về thi hài tổ tiên, đoàn chúng tôi hôm nay về đây có vòng hoa tươi, con nén nhang thơm và có lễ viếng với để vĩnh biệt ông lần cuối cùng. Chúng tôi trong đoàn xin được dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Gia đình các chủ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con của ông Biên. Xin đa tạ cảm ơn tấm lòng quý báu của toàn thể các ông các bà các bác anh các chị đại diện cho toàn thể anh chị em con cháu đồng tộc họ Quế một đã về đây đặt vòng hoa làm lễ thắp nhang và chịu tang. Với những tình cảm này, mong đoàn trở ra bàn trà ăn cháu nước ở lại cùng với dòng họ đồng tộc để cùng chung tay trong nom công việc cho ông Phạm Văn Biên được chu viên hoàn tất. Xin đa tạ cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức tăng chủ ở phổ yên thái nguyên về đây dân hương sắp xa tiếp tân để thành